Chào các bạn, lúc này mình sẽ nói về câu chuyện From Marketing. Chúng mình là ai? Câu chuyện bắt đầu từ một cô gái được gọi là Supergirl. Cô gái hay kể chuyện cười. Cô ấy luôn luôn có những câu chuyện cười để kể. Và thường kết thúc của những câu chuyện cười này là câu hỏi: tụi mày có hiểu không vậy? Câu trả lời là đôi khi có, đôi khi không. Bạn sẽ thường xuyên nhìn thấy cô ấy trong tình trạng bận rộn, đôi khi là kiệt sức vì công việc. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ việc mình đang làm. Tiếp theo của câu chuyện là một chàng trai siêu tốt bụng dễ thương. Anh ấy có một khả năng đặc biệt, chính là đọc sách xuyên màn đêm và đến trường vào ngày hôm sau vào lúc 5 giờ sáng trong trạng thái cực kỳ tỉnh táo như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, anh ấy là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người, cả nam lẫn nữ. Nhưng mà cuối cùng chúng ta là một chàng trai được đưa đến với biệt danh là Thánh Thi Lại Lần 2, Thánh Thi Lại Lần 2 với khả năng đổ lần 2 là 100%. Ngoài ra, Thánh Thi Lại Lần 2 được gọi là mập mập vì anh ấy có một niềm đam mê cháy bỏng của đồ ăn. Và có lẽ cũng vì đồ ăn nên chuyện đến trời đất lai là chuyện rất thường gặp ở đây. Cả ba đều trong một lớp học. Cuộc hành trình của họ bắt đầu khi họ học chung với nhau trong một môn học được gọi là Digital Marketing của Mr. Hải. Bài tập về nhà của Mr. Hải giao cho bọn họ là hãy làm một điều gì đó vui vẻ và cho cả thế giới biết điều này. Tất nhiên, việc đầu tiên mà mặt học nghĩ đến khi nói đến vui vẻ đó chính là đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn và đồ ăn. Còn đối với cô gái hay chuyện cười thì bất cứ chuyện gì mà cô gái có thể làm liên quan tới event đều khiến cô gái vui vẻ. Chàng trai siêu tốt bụng dễ thương thì sao? Những bài kiểm tra được điểm số tuyệt đối chính là niềm hạnh phúc thăng hoa tột đỉnh của anh ấy. Các ba đều nhận thấy rằng niềm vui là những điều nhỏ nhặt mà họ làm trong cuộc sống hàng ngày và họ quyết định sẽ tạo nên một nơi để mà mọi người có thể kể câu chuyện hay những niềm vui mà hàng ngày mọi người đều gặp phải theo một cách đặc biệt nhất. Chờ một chút, nếu như chỉ kể chuyện cười hàng ngày hay kể chuyện vui hay kể chuyện những gì bình thường hàng ngày thì nó chán quá. Chúng ta cần thêm một điều gì đó đặc biệt. Các ba quyết định rằng câu chuyện hàng ngày của những người làm marketing. Đó là cách mà Draw Marketing ra đời. Vậy Draw Marketing là gì? Đây là một cộng đồng kết nối tất cả mọi người với nhau trong lĩnh vực marketing. Làm sao để kết nối mọi người với nhau? Chính những câu chuyện mà họ kể về 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày của mỗi người là cách mà người ta kết nối lại với nhau để tạo nên cộng đồng này. Và điều quan trọng nhất khi nhắc đến cộng đồng Draw Marketing này chính là niềm vui. Mọi người đều cảm thấy vui vẻ và tốt hơn khi chia sẻ câu chuyện của họ. Và bằng cách này, tụi mình hy vọng sẽ làm cho ngành marketing và nền marketing của Việt Nam phát triển đạt được một tầm cao mới trong tương lai. Câu chuyện của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hy vọng các bạn sẽ ghé thăm ủng hộ cho cộng đồng Draw Marketing này.